ra thì khu vực này của cái đường này mình đi xuống, các bạn đi xuống cái hướng ra là cũng thành Tàm Liên các bạn. Rồi thời phút này trước mình có quay nha các bạn. Đây giấy kinh nữa các bạn ơi.
rồi giờ mình cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn, hẹn các bạn những video tiếp theo nha.